Bão Milton đã mạnh lên thành bão cấp 4 trong ngày 7 tháng 10, tăng 4 cấp liên tiếp chỉ trong vòng 24 giờ. Theo tin bão mới nhất của Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ, bão Milton đã bùng nổ với sức mạnh và là cơn bão cấp 4 với sức gió duy trì 240 km/h và gió giật mạnh hơn vào sáng ngày 7 tháng 10 theo giờ địa phương. Sức gió trong bão Milton khi đạt cường độ bão cấp 4 đã tăng tới 40 km/h so với một giờ trước đó. Trước đó, chỉ vài giờ trong buổi sáng ngày 7 tháng 10, bão cuồng phong cấp 1 Milton đã liên tục tăng lên cấp 2, cấp 3 và cấp 4. Milton chỉ là một cơn bão nhiệt đới với sức gió duy trì 96 km/h trong ngày 6 tháng 10. Chỉ 24 giờ sau, Milton đã vọt lên thành cơn bão cấp 3, sau đó là cấp 4, tức mạnh hơn gấp 2,5 lần chỉ trong một ngày. Tin bão mới nhất của CNN cho hay, bão Milton đang mạnh lên nhanh chóng và sẽ mạnh hơn nữa khi đi qua vùng vịnh Mexico nóng ấm kỷ lục và có khả năng mạnh lên thành siêu bão cấp 5. Các nhà dự báo bão của Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ dự đoán, cơn bão sẽ đổ bộ vào duyên hải vịnh Mexico ở phía tây Florida với cường độ bão lớn vào giữa tuần. Các nhà dự báo bão nhận định, bão Milton có khả năng đổ bộ ngày 9 tháng 10 tại khu vực vịnh Tampa hoặc gần khu vực này. Cơn bão vẫn duy trì cường độ bão cuồng phong khi di chuyển qua miền trung Florida vào Đại Tây Dương. Đường đi dự kiến của bão Milton sẽ tránh được các tiểu bang khác ở Đông Nam Mỹ vốn bị tàn phá bởi bão Helene tuần trước. Theo chuyên gia thời tiết cấp cao của CBS News, David Parkinson, dù bão Milton được dự đoán là cơn bão nhỏ hơn Helene với trường gió nhỏ hơn, nhưng cơn bão mới nhất trong mùa bão Đại Tây Dương đang hướng đến một khu vực đông dân hơn nhiều và nước dâng do bão có thể gây ảnh hưởng lớn cho nhiều khu vực. Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ cảnh báo, Milton đang di chuyển chậm nhưng dự kiến sẽ mạnh lên nhanh chóng. Các dự báo mới nhất cho thấy, Milton có thể đổ bộ với sức gió 193 km/h. Bão Milton tăng cấp nhanh chóng khi di chuyển qua vùng biển ở vịnh Mexico với nhiệt độ dao động quanh mức 29 độ C, mức nhiệt mà các chuyên gia mô tả là giống như nhiên liệu octan cao cấp cho bất kỳ cơn bão nào. Nhà dự báo thời tiết Parkinson lưu ý, khuyến cáo mới nhất từ Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ cho thấy đỉnh điểm của bão Milton là cấp 4 với sức gió trên 230 km/h và cường độ đổ bộ là cấp 3. Tuy nhiên, mọi người cần chuẩn bị cho khả năng một cơn bão cấp cao hơn, nghĩa là nên chuẩn bị đón bão mạnh tối đa là cấp 5 và đổ bộ mạnh cấp 4. Các mô hình dự báo bão mới nhất cho thấy bão Milton hướng đến bờ biển phía tây Florida. Ông Parkinson nhận định, hướng đổ bộ của bão Milton là một mối lo ngại lớn. Thay vì chạy song song với bờ biển, bão Milton đang tiến vào theo góc 90 độ. Ông Parkinson nói, điều đó có nghĩa là nước dâng do bão sẽ tràn vào khu vực bờ biển, so sánh với những gì đã xảy ra ở New Jersey trong cơn bão Sandy. Trong diễn biến liên quan, mặc dù vừa trải qua cơn bão Helene kinh hoàng những ngày qua, và giờ đây, cư dân dọc bờ biển bang Florida của Mỹ lại nhận được lệnh sơ tán khi Trung tâm Bão Quốc gia NHC của Mỹ ngày 7 tháng 10 cảnh báo bão Milton đang tăng lên cấp 3 trong thang cảnh báo 5 cấp và có khả năng gây thiệt hại nặng nề. NHC nêu rõ, cảnh báo nước biển dâng đã được ban bố một lần nữa đối với một số khu vực ở bang Florida khi Milton đang mạnh lên với sức gió 161 km/h, tiếp tục tăng cấp và trở thành cơn bão lớn vào cuối ngày 7 tháng 10. Nguy cơ mực nước dâng cao trong bão lên tới 0,6 đến 1,2 mét so với mặt biển dọc bờ phía bắc bán đảo Yucatan và gây ra những cơn sóng lớn có sức tàn phá. Theo Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ, các cơn bão lớn cấp 3 trở lên có tốc độ gió tối thiểu là 178 km/h và nguy cơ gây thiệt hại thảm khốc, ngay cả với những ngôi nhà được xây dựng kiên cố, gây mất điện, mất nước trong vài ngày đến vài tuần sau khi cơn bão đi qua. Tổng thống Mỹ Joe Biden nhấn mạnh, chính phủ liên bang đang chuẩn bị các nguồn lực phục vụ cho các nỗ lực phòng chống bão cũng như cứu hộ cứu nạn. Ngày 5 tháng 10, Thống đốc bang Florida Ron DeSantis đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại bang này sau khi cơ quan thời tiết quốc gia Mỹ NWS dự báo Florida có thể sẽ phải hứng chịu một cơn bão lớn khác trong tuần tới. Theo cơ quan thời tiết quốc gia Mỹ NWS, bão nhiệt đới Milton đang hoành hành ở phía tây vịnh Mexico sẽ mạnh lên thành siêu bão khi di chuyển về phía Florida vào giữa tuần tới. Tùy theo quỹ đạo di chuyển, cơn bão có thể sẽ gây ra những tàn phá mới cho các khu vực ven biển ở phía tây Florida, nơi vẫn đang phải khắc phục hậu quả do bão Helene gây ra trước đó. Thống đốc DeSantis đã nói rõ ông đã ban bố tình trạng khẩn cấp mới tại 35 hạt trước nguy cơ đổ bộ của bão Milton và nỗ lực đẩy nhanh công tác khắc phục hậu quả của cơn bão trước. Ông viết trên mạng xã hội X rằng, chúng tôi sẽ tiếp tục chuẩn bị các phương tiện để việc tìm kiếm và cứu hộ các nạn nhân đạt hiệu quả, khôi phục hệ thống điện và làm sạch hệ thống đường xá. Theo các nhà nghiên cứu, biến đổi khí hậu có thể đã đóng vai trò to lớn trong việc làm gia tăng nhanh chóng cường độ của các cơn bão, vì khi nước nóng lên, các đại dương sẽ tạo ra nhiều năng lượng hơn, tạo điều kiện cho các cơn bão phát triển mạnh. Dự báo sớm cho thấy bão Milton có thể di chuyển qua Florida để vào Đại Tây Dương.
Trung tâm Dự báo Bão Quốc gia Mỹ NHC dự báo bão sẽ gây ảnh hưởng mạnh ở các vùng ven biển phía Tây của bang Florida trong ngày 8 hoặc 9 tháng 10. Tuy nhiên, các khu vực trong đất liền như dãy núi North Carolina, nơi chịu thiệt hại nặng nề vì lũ lụt do bão Helena, có thể không bị ảnh hưởng trong lần này. Tin bão mới nhất của USA Today cho hay, mùa bão Đại Tây Dương năm 2024 đã bước sang tháng thứ 5 từ ngày 1 tháng 10 và các chuyên gia dự báo thời tiết đang đánh giá lại về một mùa bão gây thiệt hại thảm khốc và khó dự báo. Trong dự báo đầu mùa bão 2024, các chuyên gia nhận định đây là một mùa bão cực kỳ dữ dội. Trên thực tế, ngay từ đầu tháng 7, siêu bão Beryl đã đổ bộ đến đất liền Mỹ với sức mạnh kỷ lục. Mới đây nhất, bão cấp 4 Helena càn quét khắp khu vực đông nam của Mỹ. Vào tuần trước, đã chấm dứt kỳ vọng về một mùa bão yên tĩnh. Brian McNody, chuyên gia nghiên cứu tại trường Russell Hill, Đại học Miami của Mỹ nói, mùa bão còn khá dài, với tháng 10 vốn là một tháng bão hoạt động mạnh, đặc biệt là ở biển Caribe, vịnh Mexico và ngoài khơi bờ biển Đông Nam Mỹ. Nhà dự báo bão Finn Crossback thuộc Đại học Colorado cho biết, tôi cho rằng Helena không thực sự ảnh hưởng đến dự báo của phần còn lại của mùa bão, nhưng hiện tại các điều kiện trên diện rộng rất thuận lợi cho sự hình thành bão. Áp thấp ở phía đông Đại Tây Dương và chúng ta đang chứng kiến các cơn bão tận dụng những điều kiện này. Nhà dự báo bão Phil Crossback chia sẻ thêm, chúng tôi vừa công bố dự báo bão 2 tuần mới nhất và dự báo sẽ có 2 tuần bão rất bận rộn, do bão Kurt, áp thấp Invest 91L ngay sau Kurt và một hệ thống tiềm tàng ở Tây Bắc Caribe, Vịnh Mexico. Ông nêu trong bản cập nhật hàng ngày vào ngày 1 tháng 10, chuyên gia dự báo bão Michael Lowry tại cơ quan dự báo WPLG Local 10 ở Miami của Mỹ nhận định, dự kiến sẽ có sự trở lại của các cơn bão cuồng phong lớn trong tuần đầu tiên của tháng 10. Ông Brian McNody cũng chỉ ra, những tên bão đổ bộ gây ra thiệt hại thảm khốc thường bị loại khỏi danh sách tên bão kể từ năm 1953. Tuy nhiên, điểm đáng lưu ý là số tên bão thảm khốc bị gỡ trong tháng 10 và tháng 11, cộng lại nhiều hơn của tháng 6 và tháng 7, cũng như tháng 8 cộng lại. Vì vậy, chúng ta hoàn toàn phải cảnh giác với các mối đe dọa của bão nhiệt đới trong thời gian còn lại của mùa bão. Theo tin bão mới nhất của USA Today, một cơn bão đang hình thành ở vịnh Mexico, dự báo gây mưa lớn. Dự báo bão mới hình thành được công bố vào thời điểm bão cuồng phong cấp mạnh cấp 4 và bão Leslie đang quần thảo dữ dội ở Đại Tây Dương. Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ cho biết những con sóng lớn từ bão Kirk có thể dẫn tới sóng lớn và dòng chảy xiết đe dọa tính mạng con người đến khu vực bờ biển phía đông Mỹ từ ngày 6 tháng 10. Dự báo bão Kirk, cơn bão mạnh cấp 4 thứ 3 trong mùa bão Đại Tây Dương năm 2024 sẽ suy yếu vào tuần tới, nhưng tàn dư của bão có khả năng tồn tại lâu dài và ảnh hưởng tới phần lớn Tây Âu vào giữa tuần tới. Cơn bão đang hình thành ở vịnh Mexico có khả năng gây ngập lụt cho Florida, Mỹ bắt đầu từ ngày 6 tháng 10 và kéo dài tới hết tuần sau. Nhà khí tượng học Bernie Zeno của AccuWeather cho biết, mặc dù đường đi chính xác và cường độ của cơn bão đang hình thành ở vịnh Mexico vẫn chưa được xác định, nhưng Florida của Mỹ sẽ phải gánh chịu hậu quả nặng nề nhất vào thời điểm này. Theo USA Today, các nhà dự báo thời tiết chủ yếu lo ngại về mưa lớn, với lượng mưa có thể lên tới 300mm ở một số địa điểm từ xa lộ Liên bang 4 về phía Nam đến Key. Theo dự báo của AccuWeather, một số địa điểm biệt lập có thể ghi nhận mưa tới 760mm. Cơ quan thời tiết quốc gia Mỹ cảnh báo nhiều địa điểm được dự báo sẽ có lượng mưa lên tới 250-380mm. Theo dự báo của AccuWeather, có khả năng hệ thống mới nhất sẽ mạnh lên thành bão. Nhà dự báo bão Alex Da Silva của AccuWeather chỉ ra, nếu hệ thống mạnh lên ở Tây Nam Vịnh Mexico di chuyển dọc theo một con đường hẹp về phía Đông Đông Bắc hướng về bán đảo Florida, thì có đủ thời gian và tiềm năng để mạnh lên thành bão nhiệt đới, thậm chí bão cuồng phong. Trong dự báo bão áp thấp nhiệt đới ngày 4 tháng 10, Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ nhận định, có khả năng một áp thấp nhiệt đới hoặc cận nhiệt đới hoặc bão có thể hình thành vào đầu đến giữa tuần tới. Theo chuyên gia thời tiết Brian McLody của Đại học Miami, Mỹ, một số mô hình dự báo đang nhận thấy một trung tâm áp thấp yếu hình thành ở phía Nam hoặc trung tâm Florida vào ngày 8-9 tháng 10, có thể là một cơn bão nhiệt đới cấp thấp. Nếu trở thành một cơn bão được đặt tên, hệ thống này sẽ là cơn bão Milton. Ông McLody lưu ý, có đồng thuận chung rằng hệ thống sẽ bắt đầu trôi về phía đông hướng tới bán đảo Florida, Mỹ, với lượng mưa bắt đầu ghi nhận từ ngày 6 tháng 10 và kéo dài trong nhiều ngày. Chuyên gia thời tiết của Đại học Miami nói,
hệ thống có thể phát triển thành một áp thấp nhiệt đới hoặc cận nhiệt đới hoặc bão vào thời điểm đó, nhưng gió sẽ không phải là mối nguy hiểm chính mà là mưa. Nhà khí tượng học Zion Chuchelot cho biết, mưa lớn có khả năng xảy ra ở Trung và Nam Florida, Mỹ từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 10. Theo tin bão mới nhất của Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ ngày 5 tháng 10, bão Lely đã trở thành bão cuồng phong. Tuy nhiên, cơn bão cuồng phong mới nhất ở Đại Tây Dương dự kiến không đe dọa bất kỳ khu vực đất liền nào. Mùa bão Đại Tây Dương năm 2024 được coi là cao hơn mức trung bình khi bão Kirk và bão Lely liên tục mạnh lên ở Đại Tây Dương vào đầu tháng 10. Bão Kirk và bão Lely chứng minh các điều kiện thuận lợi đã giúp bão phát triển xa hơn về phía đông so với bình thường vào thời điểm này trong năm. Mực nước cao hơn mức trung bình và gió đứt rất thuận lợi cho sự phát triển của bão. Mùa bão năm 2024 ở Đại Tây Dương đang diễn ra sớm hơn dự kiến. Ngày trung bình của cơn bão được đặt tên thứ 12 là ngày 11 tháng 10. Lely, cơn bão có tên thứ 12, hình thành vào ngày 3 tháng 10, đưa mùa bão năm 2024 vào hạng mục trên trung bình. Đầu mùa bão, Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ dự đoán một mùa bão trên trung bình. Dự báo sẽ có 17 đến 25 cơn bão có tên, 8 đến 13 cơn bão cuồng phong và 4 đến 7 cơn bão lớn. Cho đến nay, mùa bão năm 2024 ở Đại Tây Dương đã chứng kiến 12 cơn bão có tên, 7 cơn bão cuồng phong và 3 cơn bão lớn. Mùa bão sẽ tiếp tục cho đến ngày 30 tháng 11.